trăn khổng lồ mắc dây điện rồi rơi xuống đất hú hồn cảnh hàng chục người vây quanh bắt giữ. Nhiều đoạn clip ghi lại cảnh một con trăn khổng lồ mắc trên dây điện gây xôn xao mạng xã hội từ đêm qua. Theo nội dung đoạn clip được chia sẻ, nhiều người dân đi đường phát hiện một con vật lạ đang mắc trên đường dây điện gần đó. Khi lại gần thì họ nhận ra đó có thể là một con trăn khổng lồ. Một số khác thì nói rằng đây là một loài rắn khổng lồ. Đáng chú ý, khi con trăn vẫn đang đu đưa bên trên dây điện thì bên dưới hàng trăm phương tiện vẫn đang lưu thông trên đường. Ở một góc khác, hàng chục người tập trung xem con trăn mắc trên dây điện. Nhiều người hét lớn vì lo sợ con trăn sẽ rơi xuống đường. Trong đêm, con trăn hiện lên màu trắng với kích thước lớn. Ban đầu khiến không ít người xem ngỡ là tấm vải khổng lồ bay trên trời. Mới đây, dân mạng tiếp tục chia sẻ đoạn clip diễn biến mới của vụ việc sau khi con trăn rơi xuống đường. Sau một thời gian cố gắng đu bám bò qua dây điện, con trăn đã rơi xuống đường trong tiếng hét của đám đông. Ngay lập tức sau đó, nhiều người đã vây quanh điểm con trăn rơi xuống đường rồi kháo nhau bắt giữ nó. Hình ảnh những người đàn ông vác con trăn lên tay với kích thước lớn khiến không ít người rùng mình. Theo chia sẻ, chưa ghi nhận trường hợp nào bị ảnh hưởng từ vụ trăn mắc dây điện. Vụ việc được cho là xảy ra ở một thành phố tại Philippines. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.